bạn đến với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình sẽ đến chùa Phú Mặc ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để chia sẻ những cái hình ảnh về tượng thần Vishnu đã nổi trong những ngày qua, trong những ngày mưa lớn. Hiện nay thì bà con ở xã Phú Tân đang ra sức để mà đào tìm kiếm thêm những phần còn lại. Hiện nay thì chỉ còn một khúc chân nhỏ và một cánh tay là đủ có tượng thần hoàn tất 100%. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi trải nghiệm khu vực của chùa Bốn Mặt ở Phú Tân để xem bà con và các Phật tử các nơi xa gần đến để cúng và viếng chùa. Giờ mời các bạn cùng mình đi trải nghiệm ở nơi đây. Cuộc Sống Miền Tây mà các bạn đi dạo vào trong chùa Bốn Mặt ở Phú Tân để mình xem các tượng thần Vishnu xuất hiện nha các bạn. Cảm ơn các bạn còn ở các tỉnh đổ về gặp đông các bạn. Mệt chưa anh? Đào sáng giờ luôn hả? Mới đào à? Mấy người kia đào sáng giờ? Không phải đào sáng đâu, đào từ hôm qua tới giờ. Hôm qua hả? Hôm qua rồi tìm cái chân ấy nằm chỗ nào vậy? Chỗ này xem. Ai anh là thấy? Anh này anh thấy hả? Đào luôn hả? Đào. Ờ là ta tìm được cái chân ha anh, cặp chân như một cây thì cũng đào gì nữa hay là nổi lên luôn anh, cũng đào gì luôn. Bây giờ các bạn biết đang ngồi thấy ông bắt đầu bé lên đó, bé lên rồi mới chạy ra luôn á hả? Có mấy người bốn này với ông kia bé lên. Rồi, vậy cảm ơn anh nha. Cảm ơn mai mốt có trả thù không anh? Được hết, được hết. Thật là coi các anh em đang tìm cái tay với cái khúc chân. Đi, tuần nha. Không có đau, không có đau. ជាមួយលេខទូរស័ព្ទ
Thank you.
cái video của Sông Hồ Sống Miền Tây. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Sống Miền Tây.